Hi, xin chào mọi người, lại là mình Thuần đây. Và rất vui được gặp lại mọi người trong số podcast tiếp theo. Mình có một chuyện mới muốn khoe mọi người là mình đang chuyển nhà. Mình chuyển đến một cái chỗ ở mới hoàn toàn. Thì mình thấy đây là giống như là một cái dấu mốc của cuộc đời mình á. Một cái dấu mốc mới của cuộc đời mình á. Thì từ trước đến giờ thì từ hồi cấp 3 thì mình đã xa gia đình và đi ở trọ rồi. Nhưng mà lúc nào thì mình cũng ở với người khác hết. Mình sẽ ở chung với một bạn và có bố mẹ của hai đứa lo phòng ốc rồi đồ đạc trong nhà cho. Lên đại học thì mình cũng ở một cái căn phòng trọ mà có hết đồ sẵn và mình ở với những người khác ấy. Thì đây là lần đầu tiên mà mình chuyển ra ở riêng và ở một mình. Và mình phải tự lo hết tất cả mọi khoản nhá, từ chuyện đi tìm phòng trọ, rồi mua những cái đồ vật dụng trong phòng, rồi chuyển nhà, nói chung là làm tất cả mọi thứ. Mình thấy là kiểu mình người lớn thực sự. Thực ra là mình cứ tỏ ra trẻ trâu rồi thôi, chứ mình cũng đến tuổi làm người lớn rồi mọi người ạ. Mọi người không nói ra nhé, nhưng mình nghĩ là xã hội ngầm hiểu là 22 tuổi là độ tuổi mà chúng mình được coi là trưởng thành á, là độ tuổi mà mọi người sẽ bắt đầu học đại học xong, bước chân vào thị trường lao động, không còn báo gia đình, không còn báo ba, báo mẹ nữa mà tự đi làm nuôi thân. Thì đấy sẽ là cái cột mốc mà mình nghĩ là mọi người ngầm hiểu đó là độ tuổi trưởng thành. Mình nghĩ là với cái chuyện trưởng thành ấy thì mỗi người sẽ có một cái định nghĩa về trưởng thành khác nhau. Và mỗi người thì sẽ có một cái mốc về trưởng thành khác nhau nữa. Có những người thì họ cứ lớn thôi, cứ ngày này qua tháng khác mọi thứ tự nhiên như thế. Và sau một quãng thời gian nhìn lại thì họ mới thấy là mình đã lớn như thế này rồi, mình đã trưởng thành rồi. Còn có những người thì họ trưởng thành qua một sự kiện hay qua một dấu mốc á. Kiểu như là có một sự kiện nào đấy bụp xảy ra với cuộc đời họ. Và từ đó trở đi họ sẽ không bao giờ làm con người như trước đó nữa. Đó là cột mốc mà khiến họ lớn hẳn và thấy mình trưởng thành hẳn á. Thì mình là kiểu thứ hai. Thì hè năm vừa rồi là mẹ mình bị ốm. Thế là mẹ mình phải ra Hà Nội khám. Trước đó thì nếu mà có cần đi khám những thứ gì quan trọng thì nhà mình ở phía miền Nam thì sẽ vào Sài Gòn để khám. Thì đây là lần đầu tiên mà mẹ ra Hà Nội. Và mình đã bảo mẹ ra Hà Nội khám vì lúc đấy là mình vẫn đang học hè ở Hà Nội. Thế nên là có thể đưa đón mẹ rồi cũng quen đường quen xá hơn, biết chỗ ở, biết chỗ đi, nói chung là có thể lo cho mẹ tốt hơn á. Thế nên là mình đã bảo mẹ là ra Hà Nội để khám. Và mọi người ạ, khoảnh khắc mà mình nhận ra là mình đã lớn là khi mà mình đưa bố mẹ mình đi khám á. Thực sự là như thế. Hồi trước thì mình cũng có đọc một bài trên Weibo như thế rồi, nhưng mà lúc đó thì mình chưa có trải nghiệm nên là mình không hiểu tại sao mọi người lại nói thế. Mà khi mà mình đưa mẹ mình đi khám ở bệnh viện thì mình mới hiểu được tại sao á. Lúc đấy là mình đưa mẹ mình vào bệnh viện 108 để khám. Đấy là một cái bệnh viện tuyến trung ương và siêu to. Trộm vía là mình chưa bao giờ phải vào những cái bệnh viện lớn như thế hết. Thế nên là mình không bao giờ biết được là quy trình trong bệnh viện như thế nào. Phải xếp hàng, lấy số, đóng tiền viện phí, rồi các quy trình như thế nào mình không biết gì hết. Hồi đấy là mẹ mình bị khớp, bị nặng lắm, nên là mẹ mình đi lại khá là khó khăn. Thế nên là tất cả những việc trong cái buổi khám hôm đó, từ xếp hàng lấy số, đóng tiền viện phí, xếp hàng để chụp phim, chụp x-quang, làm những xét nghiệm, dẫn mẹ đi khám, tất cả mọi thứ là mình phải làm cho mẹ hết. Mẹ mình chỉ ngồi tại chỗ, đến lượt vào khám thì mình gọi mẹ đến khám thôi. Lúc mà mình ở trong một cái bệnh viện lớn như thế nhá, toàn người là người thôi. Và thấy mình lạc lõng ở trong một cái đám đông ấy. Và lúc đấy mình mới nhận ra là mình đã thiếu hiểu biết và mình trẻ con đến như thế nào á. Mình không thể phân biệt được là đâu là tuyến khám dịch vụ, đâu là tuyến khám bảo hiểm y tế. Mình không biết quy trình giấy tờ như thế nào, đụng cái gì cũng phải hỏi người này người kia và không biết phải đi chỗ này chỗ kia như thế nào hết. Rồi không biết là khoa nào gần khoa nào, cái bệnh viện thì siêu lớn. Và mẹ mình thì đi khám tổng quát, tần soát ung thư rồi làm nhiều xét nghiệm. Thế nên là đi vòng vòng quanh cái bệnh viện đấy luôn ấy, siêu to. Mình không biết gì hết và đụng cái gì mình cũng phải hỏi. Cứ muốn khám một cái nhá là chỉ phải bốc, phải xếp hàng lấy số xong rồi xếp hàng đóng tiền viện phí, rồi xếp hàng đi chụp x-quang, thử máu, rồi lại xếp hàng vào bác sĩ khám. Rồi sau khi lấy giấy tờ những nơi liên quan xong thì lại về những cái phòng khám đấy lại để cho bác sĩ chẩn đoán lại. Tất cả mọi quy trình đấy đều xếp hàng và
nếu mà mình chỉ cần mình sai ở một bước nào đấy trong cái quy trình đấy thôi thì mình lại làm lại, bắt đầu từ cái bước một đầu tiên. Mình thấy lạc lõng lắm mọi người, bởi vì ở xung quanh mình toàn người lớn thôi, toàn những người già già. Thực ra là Việt Nam có một cái tật là không quan tâm đến vấn đề sức khỏe khi còn trẻ lắm. Thế nên là những cái người mà vào những bệnh viện lớn như thế thì đều là những người bị bệnh nặng ơi là nặng rồi mới vào ấy. Toàn những người già già, khá là già, độ tuổi trung niên rồi bị bệnh khá nặng thì mới bắt đầu đi chữa, đi khám. Hiếm ai mà ở độ tuổi trẻ trẻ mà đi có ý thức là khám xem mình có vấn đề gì hay không á. Xung quanh mình thì toàn người lớn thôi. Và kiểu lúc mà mình chạy đôn chạy đáo trong viện như thế, mình không hiểu là suốt thời gian qua mình đã làm gì, mình đã tại sao mà. Thực ra mình cũng lúc đấy là mình cũng 21 rồi, mình cũng không còn nhỏ nhắn bé bỏng gì nữa ấy. Mà tại sao những cái kiến thức xã hội mình lại thiếu như thế. Lúc vào viện mình không biết gì hết, đụng cái gì cũng phải hỏi. Xong rồi mình còn nhận ra là kiểu sorry mọi người, lại khóc. Xong rồi mình nhận ra là kiểu kiểu mẹ mình đã già rồi. Và đã đến lúc mình phải là một người để cho mẹ dựa vào, để cho mẹ dựa dẫm rồi. Trước giờ mình luôn thấy mình là một người mà mình không giỏi nói chuyện với người lạ và mình hướng nội á. Nhưng mà đúng là lúc cần lớn thì tự dưng lớn hẳn. Hôm đấy là đi khám với bác sĩ thì y tế ở Việt Nam lúc nào cũng trong tình trạng là đông người á, lúc nào cũng những phòng khám lúc nào cũng trong tình trạng quá tải hết. Thế nên là bác sĩ chỉ có thể nói với mình những thông tin cần thiết thôi, còn họ không thể nói hết những cái thứ thông tin phụ á. Nếu mà mình muốn có thêm thông tin gì hoặc muốn hỏi gì thì phải hỏi bác sĩ. Còn nếu mà mong chờ bác sĩ nói cho mình thì khá là khó cho họ ấy, vì họ không có đủ thời gian. Thế là hôm mình đi khám, mình kiểu như là mình hóa thân trở thành một người lớn thực sự á. Mình hỏi bác sĩ là vấn đề của mẹ cháu như thế này thì uống nên ăn uống như thế nào, sinh hoạt như thế nào, kiêng khem như thế nào. Xong rồi hỏi cái này ăn được không, cái kia ăn được không, mua cái này tầm bổ được không, các thứ các thứ. Hôm đấy mình nói chuyện như một người lớn thực sự. Nhưng mà mọi người biết rồi không, kiểu lúc mà ở cái phòng khám đầu tiên á thì bác sĩ mình bác sĩ kê đơn thuốc cho mẹ mình thì bác sĩ mới hỏi là thế thì mẹ cháu có dị ứng thuốc gì không, hay là có không ăn được cái gì đấy không. Lúc mà bác sĩ hỏi cái đấy thì tự dưng mình muốn khóc cơ mọi người. Hồi nhỏ mình ốm rất nhiều, ba mẹ mình lúc nào cũng phải có nhiều khi phải xách mình đi bệnh viện giữa đêm ấy. Mình dị ứng cái gì, mình không ăn được cái gì ba mẹ mình biết hết. Nhưng mà đến bây giờ bác sĩ hỏi là mẹ mình có dị ứng thuốc gì không, hay không ăn được cái gì không ấy, thì mình chả biết. Thế là mình phải chạy ra hỏi mẹ. Không hiểu trước giờ tại sao mình không nhận ra được là mình đã lớn đến thế này rồi và ba mẹ mình đã già như thế rồi á. Sau hôm đấy thì mình nhận ra là mình cứ lớn thôi, mình cứ lúc nào cũng sống ích kỷ, lúc nào cũng muốn cuộc đời mình solo và sống kiểu sống với cuộc đời của tôi sống với cuộc đời của tôi, và lúc nào cũng nghĩ đến chuyện là giờ sẽ sống một cuộc đời mình mong muốn ấy. Nhưng mà chưa bao giờ nhìn lại xem là có những người mà người ta đang cần dựa vào mình và người ta cần mình ấy. Thực ra thì mẹ mình chưa bao giờ bắt mình là phải báo hiếu, báo đáp hay là phải có nghĩa vụ chăm lo cho mẹ nha. Nhưng mà mình muốn làm chuyện đó và mình cũng nghĩ đó là nghĩa vụ của con cái á. Mình không biết là phải diễn tả mọi người cảm giác này như thế nào nữa. Mình không mong là mọi người sẽ phải cảm trải nghiệm cảm giác này như mình đâu. Nhưng mà mọi người tưởng tượng cảm giác này nó giống như kiểu là mọi người vào phòng thi và mọi người hối hận là tại sao suốt thời gian qua mình không học hành tử tế. Thì đấy là cảm giác của mình khi mà cái hôm mà mình đưa mẹ mình đi khám. Mình không biết là mình đã làm gì trong suốt thời gian qua mà tại sao bây giờ một đứa 21 tuổi rồi mà lại thiếu kiến thức về xã hội như thế. Tại sao đi khám lại, xong rồi mình nhận ra đấy chỉ mới mỗi là vấn đề đi khám thôi, còn biết bao nhiêu vấn đề trong cuộc sống nữa. Mà nếu mà mình cứ kiểu lúc nào cũng là một cái cô bé ngớ ngẩn, lúc nào cũng
ngơ ngơ ngác ngác như thế này thì phải làm sao á. Từ ngày hôm đấy trở đi mình thấy mình trở thành người lớn hẳn. Mẹ mình đã quá vĩ đại khi mà không áp đặt cho mình chuyện là mình phải báo đáp hay là phải đền ơn mẹ vì mẹ đã chăm lo, nhưng mà không có nghĩa là mình được phép sống như thế á. Không được phép, không có nghĩa là mình được phép ích kỷ như thế. Nhà mình thì chỉ ở một cái thị trấn nhỏ miền Nam thôi, thế nên là để cho mình được đến một thành phố lớn thế này, học ở một ngôi trường đại học lớn, thì đấy là một sự cố gắng của cả gia đình. Không phải là chỉ là vấn đề tiền bạc đâu, mà còn là vấn đề về công sức nữa. Ở một cái thị trấn nhỏ những năm đầu 2000 á, người ta chưa chú trọng việc học nhiều đâu, mà thời đấy là ba mẹ mình đã cho mình đi học thêm ở những chỗ xịn xò nhất, rồi bắt mình phải học hành nghiêm túc. Làm gì có đứa nhỏ nào mà chịu học đúng không? Phải bắt mình học hành nghiêm túc, xong rồi để mình đỗ vào trường chuyên, xong rồi đỗ vào trường chuyên thì thi vào đại học như thế này để ra Hà Nội học. Đấy là một sự cố gắng của cả gia đình mình ấy, chứ mình đúng là kiểu cả gia đình mình đã phải cố gắng để mình vươn tới một cuộc đời tốt hơn á. Kể cả khi họ hy sinh về mình nhiều như thế, nhưng mà chưa bao giờ họ bắt mình là kiểu vì ba mẹ đã hy sinh vì con nhiều như thế nên là con phải báo đáp nhé. Chưa một lần nào hết. Có một lần mình hỏi mẹ mình là mẹ muốn mai mốt con như nào. Mình nghĩ là mẹ mình sẽ muốn mình trở thành lấy chồng giàu hoặc là tự giàu thì càng tốt hay sao đấy. Nhưng mà không, mẹ mình bảo là mẹ mình cố gắng hết sức trong khả năng của mẹ để cho mình một cuộc đời tốt nhất mà mẹ mình có thể, chỉ để mình có nhiều sự lựa chọn hơn đối với cuộc đời mà mình mong muốn. Còn cuộc đời mình muốn là gì thì đó là việc của mình, và mẹ mình chưa bao giờ bắt là mình phải đi theo một cái kiểu cuộc đời nào ấy. Tức là cả gia đình mình đã nuôi mình bằng tất cả sự yêu thương, sự hy vọng và cả ước mơ nữa. Nhưng mà chưa bao giờ họ thổi ước mơ đó vào mình ấy. Chưa bao giờ họ bắt mình sống tiếp với ước mơ của họ hết. Họ cho mình được tự do lựa chọn ước mơ của mình, và cũng chưa bao giờ bắt mình là kiểu phải báo đáp hay gì. Lại khóc, trời ơi, cứu tôi. Hồi xưa thì mình có yêu một bạn, thì bạn ấy học rất là giỏi và chắc chắn là sau khi học đại học xong thì bạn ấy sẽ đi du học. Thế là hồi đấy mình cũng muốn yêu đương mà, nghĩ chuyện cưới nhau các thứ, mình cũng bảo với mẹ là con cũng muốn đi du học. Nhà mình thì là con một thôi. Sau mẹ mình nói là ok thì đi du học cũng được, thậm chí là nếu mà con thấy con thích việc sống ở nước ngoài, thích định cư thì định cư luôn cũng được. Gia đình mình thoải mái mức độ đấy, thoải mái mức độ là không ràng buộc mình trong chuyện là phải báo đáp hay là sao, hay phải báo đáp hay là phải phụng dưỡng báo hiếu cha mẹ khi về già. Thì đó, thì mỗi khi mà mình gặp bất kỳ một vấn đề tồi tệ nào trong cuộc sống và mình nghĩ là mình không thể vượt qua nổi, thì mình lại nghĩ đến gia đình mình, những người mà họ luôn yêu thương mình và họ đã cố gắng hết sức để mình có một cuộc đời tốt hơn. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi là mình không dám từ bỏ nữa. Mình không dám từ bỏ và mình không dám dừng lại sự cố gắng của mình nữa ấy. Vì có những người như thế, có những người họ thấy mình rõ ràng là không hoàn hảo. Họ biết con cái của họ thì họ biết là đứa trẻ này như thế nào mà, đúng không? Rõ ràng là họ thấy đứa trẻ này không hoàn hảo, không phải là con nhà người ta, nhưng mà họ vẫn chọn yêu thương nó và luôn ủng hộ mọi thứ mà nó làm ấy. Thì mỗi khi mà mình nghĩ là trên đời có những người yêu thương mình như thế thì mình cũng phải tự yêu thương lấy chính bản thân mình.
cái hồi mà mẹ mình ra đây đi khám á, thì sau khi khám xong thì mình cũng đưa mẹ đi chơi, đi thăm thú Hà Nội. Tụi mình đều lớn lên với những kỷ niệm là ngồi sau xe và ôm vào hông ba mẹ, xong rồi hỏi là ba mẹ ơi cái này là cái gì, cái kia là cái gì, hỏi ba mẹ các thứ về những thứ xung quanh, đúng không? Thì bây giờ đã đổi vai, mình là người chở mẹ mình đi chơi, xong rồi chỉ cho mẹ mình là những đây là những tòa nhà cao tầng, dẫn mẹ mình đi chơi chỗ này chỗ kia, rồi dẫn mẹ mình đi ăn những món ngon của Hà Nội, giới thiệu cho mẹ văn hóa các thứ. Thì nhận ra là ba mẹ mình đã già rồi và mình đã lớn được rồi ấy. Mình thích ôm lắm, mình thích ôm những người thân của mình lắm. Lúc mà bạn người yêu mình ôm mình á, thì cảm giác rất khác, một cảm giác cái vòng ôm rất là chặt và da thịt bạn ý thì rất là cứng ấy. Và lúc mà mẹ mình ngủ với mình, mẹ mình ôm mình thì cảm giác khác hoàn toàn. Vòng tay của mẹ mình không chặt được như thế, và da thịt mẹ mình thì bắt đầu nhão rồi, giống như nhão, giống như là da thịt của bà nội bà ngoại mình á. Trời ơi, mình thấy là kiểu thời gian tàn nhẫn thực sự. Mình mình không biết nữa, nhưng mà sau ngày hôm đấy, nếu mà bạn nào nghe podcast mình từ hồi lâu á, thì có một số podcast mình 20 tuổi xong mình nói là mình sợ làm người lớn. Còn bây giờ thì mình không sợ nữa, và mình muốn làm người lớn. Bởi vì vì có những người họ cần mình và mình cần phải lo cho họ. Thì khi mà mình làm người lớn thì mình mới có thể có nhiều sự chủ động và tự chủ hơn với cuộc đời của mình á, để mình lo cho họ. Thế là sau cái ngày hôm đấy, mình nghĩ là mình đã lớn thật sự và mình không bao giờ là cô bé như trước đó. Trước đó nhá, mình là một người mà lúc nào cũng sống bay bổng hết. Mình muốn có một cuộc đời mà kiểu không cần ổn định. Lúc nào một cuộc đời có nhiều sóng, một cuộc đời mà kiểu có nhiều gọi là biến cố, không phải gọi là cái gì, có nhiều sự bất ngờ á. Một cuộc đời là trải nghiệm nhiều thứ, có nhiều sự bất ngờ, xong rồi được đi đây đi đó, mơ mộng thực sự. Còn sau ngày hôm đấy thì mình thấy là mình đã bớt đi cái sự mơ mộng phần nào, và sống như một người lớn bình thường. Thế là bây giờ khi mà mình đã tập làm người lớn được một khoảng thời gian thì mình thấy là làm người lớn cũng hay, cũng thích. Bởi vì khi mà làm người lớn á, thì đi làm có tiền thì kiểu lo được cho những người thân tốt hơn á. Mỗi tháng thì mình đều mua thực phẩm chức năng với cả sữa gửi về cho mẹ. Bây giờ mẹ mình vẫn đang đi dạy, thế nên là mẹ mình vẫn có lương hàng tháng, mẹ mình cũng chả cần tiêu tiền của mình đâu. Nhưng mà cảm giác mỗi tháng gửi quà về cho mẹ, cảm giác mình vui lắm mọi người. Cảm giác thực sự siêu hạnh phúc luôn á. Cảm giác khi mà mình lo được cho những người thân yêu của mình á, siêu vui, siêu hạnh phúc. Đấy là một món quà cho chuyện trưởng thành. Đó là mình cảm thấy là mình có năng lực để lo cho những người mà mình thân yêu. Trưởng thành là khi mà mình phải làm tất cả mọi thứ trong cuộc đời mình một cách có kế hoạch, chứ không phải là cứ đến đâu hay đến đấy và thích những sự mới lạ, thích những sự kiện ngẫu nhiên ập tới với cuộc đời mình nữa. Và quá trình học làm người lớn đã dạy cho mình một điều là tất cả mọi thứ trong cuộc đời thì đều cần xây dựng, bao gồm cả chuyện lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn. Lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn không phải là mình đi ra một cửa hàng tìm những cái mẫu mà mình muốn, xong rồi mình order, xong rồi mình bỏ tiền ra mua, mình có cuộc sống đấy luôn. Không phải như thế, mà mình phải xây nên từng bước á. Những thứ mình làm, từng viên gạch mình góp vào thì nó sẽ tạo nên một cái cuộc đời mà mình sống á, chứ không phải là có những cái mẫu sẵn để mình có thể áp vào cuộc đời mình. Khi mà mình lựa chọn một cuộc đời mà mình muốn sống thì mình băn khoăn giữa rất nhiều điều, làm sao để dung hòa giữa mong muốn của bản thân về hiện thực cuộc sống, về những trách nhiệm mà mình phải gánh, mà mình vẫn thỏa mãn tất cả được những điều đấy. Mình có rất là nhiều cuộc đời mà mình muốn sống,
Như lúc nãy mình nói á, mình muốn có một cuộc đời bay bổng, một cuộc đời hành khất, đi đây đi đó, ngao du, cảm giác bồng bềnh, trôi trôi, không phải lo toan cái gì hết, sống một cuộc sống kiểu hành khất thực sự á. Mình cũng thích được làm vợ làm mẹ bởi vì nhà mình thì nuôi mình theo kiểu là con gái là phải nữ tính, đúng kiểu như thế. Thế nên là mình thích làm vợ làm mẹ lắm. Mình thích được chăm lo cho người khác. Mình cũng thích một cuộc đời mà có nhiều hào quang á. Ý mình là hào quang không phải là làm ca sĩ diễn viên nổi tiếng, nhưng không phải như thế. Ngày xưa mình thích làm MC là bởi vì mình rất thích cảm giác được đứng trên sân khấu, được những ánh đèn sân khấu chiếu vào mình. Nhưng mà làm MC có một cái hay là mình được tận hưởng hết tất cả mọi hào quang trên sân khấu, nhưng mình lại không phải là nhân vật chính, và khán giả bên dưới sẽ không bao giờ nhớ tới mình, trừ khi là mình kiểu MC hạng A, kiểu celeb thôi. Còn nếu mà MC bình thường thì mọi người sẽ không nhớ tới mình, nhưng mà mình vẫn là một phần của chương trình đó, một phần góp sức tạo nên sự thành công của chương trình đó, và mình vẫn được tận hưởng trọn bộ hào quang trên sân khấu á. Thì mình thích cái kiểu tỏa sáng như thế. Thế là có rất là nhiều kiểu cuộc đời mình muốn. Thế là mình đã phải có rất là nhiều lần mà mình phải thử làm cái này, rồi bỏ cái này, bỏ cái kia. Mình cũng không biết là bây giờ mình đã tìm ra được công thức cuối cùng chưa, nhưng mà mình thấy là cái hướng đi của mình bây giờ khá ổn. Thì tức là mình vẫn làm podcast nè, thì mình vẫn làm podcast và mình vẫn đi làm. Và mai mốt thì mình có chồng có con, làm vợ làm mẹ. Thì đó, thì mình thấy là có vẻ như là cuộc đời này là cuộc đời mà có thể dung hòa được những kiểu cuộc đời mà mình muốn. Mình hy vọng là thế. Là người lớn thì cũng bắt đầu biết quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân. Bắt đầu mua retinol về xài chống lão hóa, uống thực phẩm chức năng. Trời ơi, mọi người ơi, bạn nữ nào đang nghe podcast này mà mọi người tầm 20-21 tuổi đổ lên ấy, thì mọi người bắt đầu mua retinol về xài đi nha. Bắt đầu chống lão hóa dần là vừa rồi mọi người, thực sự đấy, thực sự đấy. Mình nhắc lại, mua retinol về xài đi. Lên YouTube các thứ tìm hiểu đi mọi người ạ, bắt đầu đến lúc rồi. Rồi cũng quan tâm về mấy cái chuyện về ăn uống, rồi tập thể dục các thứ để giữ sức khỏe tốt á. Ngày xưa hồi mà mình còn bé, mẹ mình lúc nào cũng bắt mình là không được tắm khuya. Hồi đấy thì mình bực lắm, mình bảo trời ơi, tắm lúc nào cũng thế mà có sao đâu con. Hồi đấy là mình ít khi ở nhà, mình ở trọ, mình đi học xa, mình ở trọ mà. Thì mình nói là ở trên trọ con tắm khuya suốt có làm sao đâu, có ốm đâu. Nhưng mà bây giờ bắt đầu lớn và bắt đầu vào quá trình lão hóa rồi ấy, mọi người. Thế nên là hôm nào mà tắm khuya là biết liền, hôm nào mà tắm khuya là ốm ngay lập tức. Và nhận ra những cái thứ mà mẹ nói là không sai á. Làm người lớn, ngoài chuyện biết quan tâm hơn về sức khỏe sinh lý, sức khỏe thân thể, thì còn biết quan tâm hơn về sức khỏe tâm thần và sức khỏe tinh thần. Đọc nhiều sách, tài liệu, xem YouTube nhiều hơn về tâm lý để hiểu bản thân hơn. Rồi lúc mà nào mà mình thấy mình có vấn đề gì đó mà cảm giác như là nó ngoài tầm kiểm soát của mình không thể giải quyết được, thì chắc chắn là sẽ đi khám tâm lý ngay lập tức. Nếu mà bạn nào ở Hà Nội và nghèo như mình thì mọi người có thể đi khám tâm lý ở bệnh viện Bạch Mai thử. Thực ra thì đấy không phải là một cái bệnh viện chuyên khoa về tâm lý, nó chỉ là một khoa ở trong một bệnh viện thôi, nhưng mà khá là rẻ, tầm 210 một lần nếu mà mọi người không lấy thuốc. Và lý do mình chọn bệnh viện Bạch Mai vì đấy là một bệnh viện lớn và nó đối diện cổng trường đại học của mình, thế nên là mình đi thôi. Mình thấy là khi mà mình lớn thì mình thấy là những cái vấn đề tâm lý thực sự là cần quan tâm á. Mình thấy là mọi người hay nói là Gen Z bây giờ suốt ngày trầm cảm, rồi suốt ngày cứ có vấn đề tâm lý này, tâm lý kia. Suốt bao nhiêu thế hệ người Việt lớn lên có làm sao đâu mà bây giờ bọn Gen Z phú quý sinh lễ nghĩa. Thực ra là mình nghĩ không phải. Vấn đề tâm lý nó luôn luôn tồn tại rồi. Có một số vấn đề tâm lý thì nó mới xảy ra thật, bởi vì xã hội phát triển thì cũng kèm theo đấy là một số vấn đề phát triển ấy. Nhưng cũng có những vấn đề nó đã tồn tại từ rất lâu rồi, nhưng mà ngày xưa đơn giản là mọi người trải qua nó, nhưng mà mọi người không thể gọi tên được tình trạng đó, và không biết là phải kể cho người khác những vấn đề mình gặp phải như thế nào ấy. Còn bây giờ đơn giản hơn là chúng mình quan tâm hơn về vấn đề này, và chúng mình có những cái định nghĩa, những cái tên cho những cái vấn đề đó, thì chúng mình biết vấn đề mình đang gặp phải. Và riêng chuyện biết vấn đề mình gặp phải là
thì đã giải quyết được một phần nào của vấn đề rồi. Và trưởng thành chắc chắn sẽ đi kèm với sự cô đơn. Cô đơn ở đây không có nghĩa là một mình, không có ai ở bên, mà cô đơn ở đây có nghĩa là thấy mình lạc lõng trong vòng xoáy điên cuồng của thời đại, thấy mình khó chia sẻ với những người khác, và thấy hành trình của mình đi hiu hắt, hiu quạnh. Trưởng thành chắc chắn là không thể thiếu những cái chuyện như thế. Sẽ có lúc mà cảm thấy cô đơn và cảm giác như là mình khó để tìm được một ai đó để tâm sự á. Nhiều lúc mở điện thoại lên, nhìn những chấm xanh ở trên màn hình mà không biết phải tìm một ai để tâm sự hết, và cũng không biết phải bắt đầu kể ra vấn đề của mình từ đâu. Thế là quyết định chọn một mình gặm nhấm nỗi buồn đấy, một mình gặm nhấm vấn đề của bản thân mình, và mong là mọi chuyện sẽ ổn. Đấy là kiểu cô đơn thứ nhất. Mình may mắn là mình có những người bạn rất chất lượng, những người bạn thân để mình nói ra những vấn đề của mình. Và mình có người bạn thân nhất là mẹ của mình nữa, để mình có thể tâm sự và kể ra những vấn đề của bản thân ấy, thì cũng đỡ hơn phần nào. Nhiều lúc mọi người hay nghĩ là cô đơn tức là không có ai để ở bên lúc đau buồn, lúc chán nản. Nhưng mà có một sự cô đơn khủng khiếp hơn ấy, là không có ai để mình chia sẻ niềm vui. Kiểu khi mình đạt được một điều gì đó trong cuộc sống, một thành tựu nào đó, thì không có ai để mình chia sẻ niềm vui đó, không có ai vui cho niềm vui đó của mình và hạnh phúc với thành tựu đó của mình. Thì mình nghĩ đó là một sự cô đơn đáng sợ. Thì mình luôn thấy may mắn, mình thực sự là mình thấy may mắn vì dù là kiểu cô đơn nào thì mình cũng ít khi gặp phải, vì mình cũng có những người sẵn sàng nghe mình kể chuyện lúc vui, lúc buồn, kể cả những lúc nhảm nhí, kiểu không hiểu tại sao mình lại cứ suy nghĩ làm quá lên thế, nhưng mà bạn bè mình vẫn sẵn sàng lắng nghe. Và mình rất cảm ơn những người bạn của mình, những người đã đồng hành cùng mình trong quá trình mà mình lớn lên. Thì và cái kiểu cô đơn thứ ba là kiểu cô đơn mà đúng nghĩa cô đơn mà mọi người hay hỏi ấy. Cô đơn theo kiểu một mình. Có những hôm mình thức dậy một mình, đi ăn sáng một mình, đi học đi làm một mình, rồi đi chơi cũng một mình luôn. Thực ra là không phải là mình không có bạn, nhưng mà bạn mình thì chúng nó cũng có cuộc sống riêng và chúng nó cũng rất bận rộn, mình cũng bận rộn lộn, và thỉnh thoảng thì chúng mình mới gặp nhau một lần được ấy. Thế nên là mình phải làm tất cả mọi thứ một mình. Và có nhiều hôm nhá, sau một ngày dài mình về nhà, mình mở điện thoại, mình vào mục tin nhắn thì không thấy một cái tin nhắn nào mới hết á. Mình tắt thông báo ở trên điện thoại thì lúc nào có thời gian rảnh thì mình mới vào check thôi, thì mình không thấy thông báo nào mới hết. Kiểu mình cảm giác như là thế giới bỏ quên mình rồi. Thì có những ngày như thế, có những ngày cảm giác cô đơn kinh khủng. Rồi mình là một người hay đi nơi này nơi kia một mình á, thì có những lúc mà mình đi du lịch một mình, hay là mình thấy một thứ gì đẹp, đi qua một vùng đất đẹp, thì mình luôn ước là giá mà có một người đồng hành cùng mình, để mình có thể cho họ thấy được sự vĩ đại của cuộc đời, và để chúng mình có thể cảm nhận được là chúng mình đang yêu và được yêu như thế nào á. Thì có những lúc như thế, có những lúc là mình mong là có người đồng hành cùng mình như thế. Cuộc sống không phải lúc nào là cũng suôn sẻ và tốt đẹp á. Có những ngày chán nản, chán trường vô cùng, và mình ước là hãy có một người đến bên cuộc sống của mình và khiến cho cuộc sống của mình nhiều màu sắc hơn, một người khiến cuộc sống của mình tươi đẹp hơn. Đã có lúc mình nghĩ như thế, nhưng mà hồi mình đọc trong cuốn Yêu của Osho thì có một câu như thế này này: nếu bạn không thấy hạnh phúc và vui vẻ khi ở một mình, thì kể cả khi có thêm một ai khác đồng hành, hạnh phúc đó cũng chỉ là tạm bợ. Và ông nội mình thì hay nói là hạnh phúc đến từ bản thân mình là sự hạnh phúc bền vững nhất. Đó là hạnh phúc mà không bao giờ bị tước đoạt, vì chúng mình không vay mượn nó từ bất kỳ ai cả. Thì cũng có nhiều lúc là mình cũng thấy buồn, cũng có nhiều lúc mình cũng muốn là có thêm một ai đấy đến với cuộc sống của mình và giúp cho cuộc sống của mình tươi đẹp hơn. Nhưng mà mình nhận ra đấy là một hạnh phúc đi mượn thôi, một hạnh phúc mang tính tạm bợ thôi. Có những hôm mình thật sự cô đơn á, thực sự là rất là mong có người đồng hành ấy, nhưng mà mình vẫn phải tự nói bản thân mình là thôi, sẽ ổn thôi, hãy bình thường đi, hãy coi như đây là bài tập để lớn lên đi. Và mình cũng có đọc được trong cuốn
hình như là Đạo Đức Kinh à? Mình không nhớ lắm về cuốn sách đấy, nhưng mà đại loại người ta nói là nếu mà bạn có thể chịu đựng cảm giác cô đơn, cảm giác một mình, chỉ cần vượt qua được giai đoạn đó thì bạn sẽ trở thành một người rất siêu. Chỉ cần vượt qua được giai đoạn đó thì bạn sẽ trở thành một người mà có khả năng làm chủ được cảm xúc của bản thân và có sự tự chủ nhiều hơn với cuộc đời của mình á. Mình biết là có một số bạn, phần nhiều bạn đang nghe podcast của mình, chúng mình đang phải trưởng thành cùng với sự cô đơn. Nhưng mà không sao hết, cố lên, hãy coi như đây là quá trình mà để chúng mình hoàn thiện bản thân nhiều hơn á. Và khi làm người lớn thì sẽ có những ngày vui, vui quên sầu, vui quên trời, quên đất luôn. Nhưng mà có những ngày rất buồn, những ngày rất trầm, trầm đến nỗi mà không thể phát ra âm thanh, trầm đến nỗi mà không một ai nghe thấy được một âm thanh gì của mình nữa. Sẽ có những ngày như thế, có những ngày rất tệ, có những ngày rất vui, rất đẹp, nhưng mà cũng có những ngày rất tệ. Sau một quá trình rất nhiều lần như thế thì mình hiểu ra là đấy là một cái điều bình thường của cuộc sống, và không phải là có vấn đề gì đang xảy ra với cuộc sống của mình hết. Đấy là một điều rất là bình thường, và chúng mình không cần phải cảm thấy sợ hãi hay là trốn tránh gì hết. Hãy học cách hòa mình với những lúc như thế, và không việc gì phải cảm thấy là đấy là một điều kinh khủng hay là cố gắng chạy trốn nó. Và hãy tin là sau cơn mưa thì trời lại nắng. Chúng mình sẽ không bao giờ cảm nhận được niềm vui nếu mà chưa bao giờ cảm nhận nỗi buồn, và không bao giờ cảm nhận được hạnh phúc nếu chưa trải qua đau đớn. Thế nên là mọi chuyện rồi sẽ ổn. Đấy, cái câu đấy là không bao giờ sai á. Cái câu mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nghe triết lý, nghe sáo rỗng, nhưng mà chưa bao giờ sai hết. Một cái đoạn trong cuốn sách Cây Cam Ngọt của tôi mà khiến mình ám ảnh mãi là: giờ đây tôi thực sự biết đau đớn là gì. Đau đớn không phải là bị đánh đến bất tỉnh. Đau đớn không phải là bị một mảnh thủy tinh cứa rách chân và khâu nhiều mũi. Đau đớn là như thế này: toàn bộ trái tim tôi nhức nhối và tôi phải mang nó xuống mồ. Tôi không thể nói cùng ai bí mật của mình. Đau đớn làm tôi kiệt sức. Lúc mà mình đọc cái đoạn này á, mình thấy đau đớn thực sự. Mọi người đã bao giờ trải qua cái cảm giác này chưa? Cảm giác mình chất chứa rất nhiều tâm sự, rất nhiều thứ, đau buồn, rất nhiều cảm xúc, bão giông, cuồng nhiệt, nhưng mà mình vẫn phải thể hiện với cuộc đời một bộ mặt bình lặng. Và mình rất mong có một người để mình có thể chia sẻ được, nhưng mình không biết tìm ai để chia sẻ. Và hơn nữa là mình không biết phải bắt đầu từ đâu và không biết phải kể ra với họ như thế nào ấy. Thế nên là mình chọn cắn răng chịu đựng và chọn là không kể với bất kỳ ai á. Thì khi mà mình đọc cái đoạn Cây Cam Ngọt của tôi này thì mình thấy là nó thực sự chạm vào những trải nghiệm của mình. Thực sự là có những lúc như thế, có những lúc mà có những nỗi buồn mà mình khó để nói với những người khác, mình khó có thể tâm sự. Cũng may là mình trước đó mình cũng có học qua về chuyện trò chuyện với bản thân, mình cũng gọi là có tìm hiểu sơ sơ về vấn đề tâm lý. Thế nên mình cũng biết cách gọi là cấp cứu và sơ cứu cho bản thân mình. Mình cũng biết cách là phải làm từng bước như thế nào, giải quyết những vấn đề với cuộc đời của mình như thế nào ấy. Còn mình không dám tưởng tượng là nếu mà khi gặp vấn đề mình không thể chia sẻ cho ai, và cũng không thể tự chia sẻ với chính bản thân mình thì đáng sợ như thế nào á. Thế nên là mình thấy chuyện chữa lành rất là quan trọng, chuyện học cách để thấy ổn khi ở một mình, học cách để mình có thể tâm sự, trò chuyện với bản thân rất là quan trọng. Thế nên là bạn nào mà thiếu kỹ năng này thì mình nghĩ là mọi người nên xem YouTube hay là nên đọc sách về vấn đề này. Còn bắt đầu như thế nào thì quá trình khá là dài, và mình thấy là bây giờ mình cũng học theo kiểu khá là cóp nhặt ấy, nên mình cũng không muốn chia sẻ những cái thông tin mà nó không bài bản với mọi người lắm. Nhưng mà trên YouTube thì có rất là nhiều người giỏi, rất là nhiều người đỉnh. Mọi người có thể gõ chữ chữa lành chẳng hạn, rồi sau đấy cứ xem vài video, và cứ xem nhiều thì YouTube nó tự hiện đề xuất ra những thứ mà mình cần thôi. Số podcast này đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại. See you.